Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái tweak rất là hay. Tweak này được làm theo concept iOS 8 Mission Control. Tweak này mang tên là Vertex. Nó rất là hot ở trên cộng đồng SideDA. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Tweak này thì khi mà mình vuốt lên, bình thường mà vuốt lên nó là ra Control Center. Nhưng mà giờ mình vuốt lên nó sẽ kết hợp cả cái switcher, có nghĩa là cái màn hình đa nhiệm và cái Control Center. Thậm chí là Control Center thì còn được làm cho trong suốt, bỏ hết các kiểu xe bây giờ đi, nhìn rất là hay. Vertex thì cài đặt của nó thì mình xem có những cái gì ạ. Thứ nhất là có cái cử chỉ vuốt lên không. Cử chỉ vuốt lên thì để ra hiệu này. Thứ nhất là switch, tiếp đó là switch chờ icon. Ta đi xem là ra cái gì. Tự phạt không khác gì lắm. Gray background nghĩa là cái nền xám. Nếu mà tắt đi thì chúng ta sẽ có cái nền như là nền của hình nền, nhìn đẹp hơn. Round các corner nghĩa là các bạn để ý cái viền này, cái viền của những cái thẻ này nó sẽ có độ bo tròn, nhìn tinh tế hơn. Nếu mà bỏ đi thì nó sẽ là vuông, bo tròn, tinh tế hơn. Còn chúng ta còn có thể tùy chỉnh cái toggle, có nghĩa là cái bật tắt nhanh. Thì nó có bật tắt nhanh 3G này, trên máy bay này, các kiểu hotspot này, respring này, rất là nhiều. Tùy chỉnh được vị trí của nó. Đủ thứ trên đời. Màu của đồng hồ. Hoặc là các bạn có thể chọn single color, có thể là chỉ để màu duy nhất. Đấy, nó chỉ có màu duy nhất cho tất cả những cái toggle này. Và nó tắt đi thì ông nào mà không có thì sẽ màu đen, bật sẽ màu trắng. Còn có một cái cài đặt nữa là cái pitching, có nghĩa là cái hiển thị. Chúng ta có hiển thị theo chiều dọc và hiển thị theo chiều ngang. Mình để hiển thị theo chiều ngang, vì vậy là nó sẽ là như này. Nó sẽ dàn trải ra, mình sẽ vuốt từng cách một. Còn nếu mà theo chiều dọc, theo chiều dọc thì nó không vuốt được. Đây, nó sẽ vuốt được chỗ này. Dĩ nhiên là kiểu theo chiều ngang dễ hơn rồi. Tôi nghĩ rất là, mình đánh giá rất là độc đáo, concept rất hay, vuốt lên là phát. Thì để cài tweak này thì chúng ta cần máy iOS đã jailbreak. Chúng ta vào CDA. Chúng ta tìm kiếm tweak mang tên là Vertex. Đây, Vertex. Nhớ tải từ suộc sideday.vn. Nhớ miễn phí, nhầm đó. Tương thích với iOS 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tất cả các app và game nói trên đều có tại App Store VN. Các bạn hãy like Facebook và subscribe channel của chúng mình nhé.